Đây là hình ảnh đội quản lý vận hành tổng hợp số 1 điện lực Phú Tiên tiến hành khắc phục sự cố hệ thống dây dẫn truyền tải điện hạ thế 220V đến các hộ dân tại thôn Tân An, xã Nhật Quang, huyện Phù Cử. Mặc dù xử lý đã trên 3 giờ đồng hồ, nhưng lực lượng chỉ có 3 cán bộ công nhân với việc đo, kiểm tra điện trở và thay cáp xoắn trên 3 km. Phần việc như thế khiến cho việc khắc phục không nhanh như mong đợi. Ngay từ sáng sớm, chúng tôi đã đến khu vực đường dây hạ thế bị ảnh hưởng do mưa bão và tổn thương dây và dây đứt rất nhiều đoạn. Nên chúng tôi đã cố gắng khắc phục làm sao càng sớm càng tốt nhất. Thì trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ đóng điện lại được cho bà con nhân dân. Tương tự, tại xã Tam Đa, huyện Phù Cử, tổ quản lý vận hành tổng hợp số 2 đang khắc phục sự cố đường dây hạ thế cấp cho trên 60 hộ dân tại đây cũng miệt mài làm việc trên 4 tiếng để cố gắng hoàn thành và cấp điện cho các hộ có điện sử dụng. Chúng em đã thực hiện công việc ở đây là bắt đầu từ lúc 6:30, khối lượng công việc sự cố xảy ra trên đường dây hạ thế này nó nặng. Chúng em cố gắng hết sức khắc phục tốt nhất, nhanh nhất để đảm bảo cấp điện lại cho người dân. Và dự kiến cái thời gian hoàn thành nó rơi khoảng tầm từ 15 giờ đến 16 giờ chiều ngày hôm nay ạ. Theo nguồn tin cấp từ Công ty Điện lực Hưng Yên, đến 15 giờ ngày 9 tháng 9 đã có 100% trạm biến áp với 132 trạm biến áp bị sự cố sau bão đã được khắc phục và sửa chữa xong và cấp điện trở lại. Hai lưới điện cao thế và trung thế đã được khắc phục xong hoàn toàn trong cuối ngày hôm qua, ngày 8 tháng 9. Hiện chỉ còn khoảng dưới 10% khu dân cư toàn tỉnh đang thuộc những phân đoạn được ngành điện chủ động ngắt nguồn do đứt hoặc đoạn mạch khiến cho việc cấp điện trong khu dân cư trở lại chậm. Theo đó, số hộ chưa được cấp điện trên địa bàn tỉnh tương đương từ 15.000 đến 30.000 khách hàng.